Hello, xin chào quý vị đã hỗ trợ trở lại với DaVinci Dev trong cái series cấu trúc dữ liệu và giải thuật dành cho các bạn này, muốn ôn tập cấu trúc dữ liệu và phỏng vấn gì đó. Thì ở những video trước mình đã nói về O1 và ON rồi. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái ON2. Thì ON2 là gì và làm sao mình có thể nhận biết được nó một cách nhanh chóng giống như O1 và cái ON. Vậy thì bây giờ mình sẽ quay lại cái chat này. Đây, O1 của mình là cái đường nằm ngang sát dưới đáy đây. ON của mình là cái đường thẳng tuyến tính. Mình đã nói rồi ha. Còn ở đây, ở trên này chính là cái ON của hai của mình. Các bạn thấy nó nằm ở trong cái vùng màu đỏ horrible, rất là tệ ha. Thì cái đường cong của nó các bạn sẽ thấy nè. Với một số lượng phần tử nhỏ thì nó vẫn ở đây thôi, nhưng mà cái số lượng phần tử nó càng nhiều á thì cái đường cong nó đây càng ngày nó càng dựng đứng lên ha. Với phần tử càng nhiều thì nó càng ngày nó càng dựng đứng lên. Thì các bạn biết là khi mà mình nói về big O, nói về độ phức tạp thuật toán á, thì mình sẽ nghĩ ngay tới cái việc là cái số lượng phần tử của nó là một con số cực lớn nha các bạn, con số cực lớn chứ không phải là 100, 200 hay là 500 gì đâu, mà mình có thể nghĩ tới con số rất lớn, dùng một vài tỷ hoặc là lớn hơn nữa chẳng hạn, vậy cái con số gần như là lớn vô cực. Thì các bạn cứ tưởng tượng là khi mà cái số lượng phần tử đó, cái lượng xử lý mà nó càng nhiều á, thì một cái giải thuật với cái độ phức tạp thuật toán là ON2 này nó khủng khiếp mức độ nào đúng không? Nó càng ngày nó càng dựng đứng lên, nó chỉ thua có O2 mũ N và N dư thừa thôi. Thì nó, nhưng mà nó ở cái vùng này thì nó cũng rất là tệ rồi. Thì trong cái những cái bài phỏng vấn bình thường thì họ sẽ thường là sẽ đưa những cái bài toán là O2 mũ N và O N mũ 2 này đó, đưa cho các bạn để các bạn sửa đổi giải thuật, chỉnh sửa giải thuật làm sao đó để cho nó quay về là O N log O N này thôi ha, kiểu như vậy đó. Thì bây giờ mình sẽ đưa các bạn một cái ví dụ cụ thể về như thế nào là ON2. Ví dụ như trong cái function này đây, mình có một cái function gọi là list on pair, nghĩa là list ra tất cả những cái cặp ở trong cái mảng đó. Cái cặp là sao ạ? Cái mảng, ví dụ cái mảng có 1, 2, 3, 4, 5 thì cái cặp là 1, 1, 1, 2, 1, 3, 4, 1, 5, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 5. Ha, thì mình sẽ có hai cái dòng loop ở đây, loop đầu tiên và lớp thứ hai ha. Dòng lớp đầu tiên đi qua toàn bộ phần tử, với mỗi phần tử thì mình sẽ lớp tiếp qua toàn bộ phần tử để mà lock ra được cái những cái cặp tương ứng của nó ha. Rồi bây giờ mình sẽ chạy thử cái function này list on pair với cái data của mình là ví dụ là 1, 2, 3, 4 thôi, ví dụ vậy đi. Rồi mình sẽ chạy cái này là on2.cs. Rồi, đây các bạn sẽ thấy bên này đúng không? Nó liệt kê ra toàn bộ đây. Toàn bộ là ở đây mình đang list, là mình đang pair, là mình list ra cái index IG nha, chứ không phải là mình list ra cái phần tử. Còn ví dụ như mình sẽ sửa lại ở đây là mình sẽ list ra cái phần tử là array y hoặc là sorry các bạn, đây thì mình list ra cái phần tử đi cho các bạn dễ trực quan dễ hiểu ha. Đây đó, mình list ra phần tử thứ y và phần tử thứ g. Rồi mình chạy lại, xóa này đi, rồi mình chạy lại nè, thì nó sẽ ra được những cái cặp như vậy: 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4,
nói về độ phức tạp toán đúng không ạ? Thì các bạn nhìn đây, mình sẽ nói nào. Ở đây nó có là phức tạp, độ phức tạp nó là chỗ này là n đúng không ạ? Của cái dòng for này. Rồi khi vào đây, cái dòng for này nó nằm trong cái vòng, các bạn thấy không? Nghĩa là cái vòng for của g này nó nằm trong cái vòng for của g, của y, g nó nằm trong y ha,
nếu mà vòng hoa thứ hai nằm trong vòng hoa thứ nhất á, nó nhìn cho đơn giản đi, thì giống như ví dụ như một cái phép bình thường, một phép delta một thì nó sẽ là cái gì ạ? Nó sẽ là n đúng không nè, chỗ này nè đó đúng không? Nếu như mình có một cái đoạn code như thế này thì độ phức tạp của thằng bên trong vòng hoa là n đúng không ạ? N này cái gì ạ? Nghĩa là một nhân cho n đó là một lệnh, và chạy n lần là một nhân cho n đó, thế mà rồi thì tới đây sao ạ? Tới cái vòng lặp for của g thì sao ạ? Nó là bao nhiêu lần? Nó là cũng là n lần đúng không ạ? N này tại vì nó là lúc qua cái độ dài của cái array nè, của cái input nè, cũng là n lần, và n lần này nhân cho cái n lần của cái vòng lặp thứ nhất nữa thì nó là n nhân n đúng không ạ? Vậy thì tương tự với đây, cái hàm log này chính là một nhân cho n nhân n đó, có nghĩa là n nhân n ha. Rồi đó, mình viết đúng ra là ví dụ này là một câu này là một lệnh nè đúng không, một lệnh là on nhân cho cái on của thằng cha đúng không ạ? On nhân n của thằng cha đó, đó là cái ví dụ đó, thì mình viết tắt là n nhân n thôi. Vậy thì cuối cùng cái cái độ phức tạp thuật toán ở chỗ này là gì ạ? Nó là O n nhân n, có nghĩa là nó là O n mũ 2 ha. Rồi tại sao mình không tính cộng này kia, mấy cái đó thì mình cộng lại rồi xíu, mấy cái hàng số đó mình cũng bỏ nên là mình sẽ không tính, mà mình sẽ lấy là O n mũ 2 thôi ha, chỉ là O n mũ 2 thôi. Rồi thì khi mà các bạn nhìn vào cái function mà bạn thấy là nó có hai cái dòng loop lồng vào nhau, hai cái loop lồng vào nhau như thế này ha, và nó sử dụng chung một cái input là array.length đây, có nghĩa là cái input, cái độ dài, cái kích thước của cái input của hai cái vòng loop này là như nhau, thì nó sẽ là on mũ 2. Và tương tự như vậy, ví dụ như ở trong đây tôi for thêm một cái nữa, let z bằng 0 nữa chẳng hạn vậy, rồi z bé hơn array chấm len, rồi z cộng cộng trong đây, rồi nó z abc với tns làm cái gì đó nữa đó, kiểu vậy, ví dụ làm gì đó trong đây nữa thì mình điểm nè, 1 for, 2 for, 3 for, và ba cái for này nó đều là có sử dụng cái kích thước là array.length của cái input đầu vào đúng không ạ? Thì lúc này thì mình sẽ nó sẽ là, đây sẽ là cái function này, nó sẽ là o n mũ 3 như thế nào, n mũ 1 là n mũ 2 này, xuống đây thì là n mũ 3 đúng không ạ? Và tương tự nếu mà nó trong này nó có for nữa thì tiếp tục nó sẽ là n mũ 4, n mũ 5 tới như vậy lên đó, thì n mũ 2 này rất là đơn giản đúng không ạ? Nó cũng tương tự thôi. Thì các bạn lưu ý là ví dụ như cái for mà nó nằm cùng cấp với nhau, ví dụ có một cái for cùng cấp với nhau ở đây, for ở đây, thì mình sẽ dùng phép tính cộng, còn for mà nó lồng vào nhau thì mình sẽ sử dụng phép tính nhân ha. Ví dụ như cái bài tập ở đây mình có hai cái dòng for đấy, hai cái dòng for này nó cùng cấp với nhau nè, nên là mình sử dụng phép tính cộng ở đây, mình cộng tổng lại đúng không ạ? Còn với cái bài này, cái phép for nó lồng vào nhau thì mình sẽ sử dụng phép tính nhân ở trên, nhân với cái nhân xuống để ra được con số lớn nhất ha. Đây hai dòng for thì nó sẽ là n mũ 2, mà ba dòng for thì nó sẽ là n mũ 3, tương tự như vậy.
ha, rất là đơn giản đúng không ạ? Rồi rồi, có cái ON nó mẫu 2 thì nó chỉ có như vậy thôi. Rồi sau sau video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái quy tắc để làm sao mình có thể tính toán và mình có thể biết được quy tắc rút gọn của cái ON này, O1, ON, ON2 chẳng hạn vậy, sẽ có những cái quy tắc để mình quyết định ha cái thuật toán đó là phức tạp nó là gì, và nhớ luôn những quy tắc đó là mình sẽ có thể tìm được đáp án cho những cái bài mà đổ tận thuật toán này một cách rất là nhanh chóng. Xin chào và hẹn gặp lại.